ăn hiếm chui đúng không? Ừ á chị lại đi rồi. Bây giờ chịu gặp tôi rồi hả? Này xích qua bên kia, xích qua bên kia, tôi không kêu chị ngồi gần. Tôi hỏi thiệt nè, chị đang có cái âm mưu gì? Tôi biết chị muốn cướp cái gì luôn. Chị đang muốn cướp. Cướp gì? Cướp sắc của tôi. Trời, không tin quá vậy. Chị đang... Cậu cũng có sắc nữa hả? Muốn tôi lái máy bay à? Cậu là phi công hả? Xin lỗi chị, tôi chưa có bằng lái. Trời ơi, làm ơn giùm cái đi. Bớt mơ đi cưng. Chị không cướp sắc chứ cướp gì. Tôi chỉ có cái nhan sắc trời cho này thôi. Trời ơi, em tự tin thấy ớn luôn à. Chứ chị nói đi, chị đang muốn làm gì? Chị đang muốn làm gì? Chị theo tôi làm cái gì? Tôi thấy rõ ràng luôn. Chị theo tôi qua 3-4 cái ngã tư, 5 cái bùng binh, trời, 1 cái cầu vượt. Nghĩ sao? Tôi đang chạy trên đường, tôi thấy cậu quen nên tôi chạy theo cậu. Tôi sực nhớ ra, đúng rồi, cái người này quen. Là tôi chạy cái chút xíu rồi vô cái tiệm bánh của người ta rồi. Ở đâu qua 3 cái cầu vượt, 4 cái ngã tư, 4 cái bùng binh vậy đâu ra? Chị nói gì quen tôi? Quen tôi hồi nào? Cậu có nằm ở trong một cái nhóm mà nhóm béo phì. Hả? Nhớ không? Nhóm béo phì trên mạng đó. Tôi có nằm ở trong nhóm đó luôn. Nickname của tôi là Ve Sầu. À, người cái mở ngoặc là bé ve. Chị là chị Mai. Đúng rồi. Chị Mai mập. Ở đó kêu là chị Mai mập không à. Trời nhưng ơi, mà cái nickname ta dễ thương. Kêu nickname bé ve đi. Đừng kêu Mai mập ghê quá. Xuống rồi xuống lòng quá. Giờ kế được chưa? Một kế được rồi. Trời ơi hay quá. Bữa nay đẹp quá. Bữa nay nhìn như hot boy vậy đó. Chị hả? Có bí quyết gì hả? Có em ở đây em chỉ chị ăn bánh lần kia. Chỉ tôi nha. Bảo đảm chị giảm cân giống như em đi. Trời ơi, tôi mộ quá. Anh đã tính kêu bà chủ là chị nè. Bà chủ ơi, bà chủ ơi. Dạ ơi. Trời ơi, buôn bán mà không có đây. Ôi em không. Ủa lâu quá không gặp. Ừ. Bữa nay chị quay lại đây mua bánh tiệm em đúng không? Chị muốn mua, chị quay lại đây chị ăn thử nghe. Cậu Phong nói là có cái bánh gì mà ăn với trà để mà giảm cân đó, để mà ăn kiêng đó. Trời ơi, cái loại bánh mà ăn với trà đó là cái loại công thức cũ rồi. Bây giờ tiệm em đâu bán nữa. Ủa, vậy hả? Dạ. Là giờ có bánh khác hả? Bây giờ em có bánh khác, làm bằng công thức mới, công thức nước ngoài luôn. Đảm bảo chị ăn vô là nó y như cái bánh ngọt bình thường, nhưng mà vẫn giảm cân. Vậy hả? Ủa? Dạ. Đừng có dở giống cái bánh hôm trước em cho. Ủa, chị ăn là được. Vậy là đúng có rồi. Một cái loại bánh khác nữa hả? Dạ đúng rồi. Cái bánh thường ngày này vẫn ngon rồi mà giờ có thêm mua bánh ngon hơn nữa hả? Ủa, cái bánh này là ngon hơn nữa mà ăn thoải mái không sợ lên cân. Dạ. Có cho ăn thử không? Dạ có. Dạ. Chị ngồi đi em. Cho anh thử một cái luôn nha. Dạ. Ngon quá. Có bánh mới hả? Bánh mới, công thức mới kìa, mới nghe nói luôn. Hy vọng nó không có dở gì cái bánh hôm trước tôi ăn. Đây. Ngon. Ủa cái cái ngoại hình nó giống như bánh cũ mà. Dạ thì em nói mà nó hình thức y chang cái bánh cũ vậy đó, nhưng mà cái công thức ở bên trong mới là quan trọng. Ăn vô là y như là mình ăn cái bánh ngọt bình thường. Ông Thắng đâu? Ông Thắng đâu? Ủa chị kiếm anh Thắng hả? Nhớ tôi không? Dạ nhớ. Chị là cái chị mà tới live stream đúng không? Đúng rồi, tôi là Hạ Lan đó. Dạ đúng rồi. Bây giờ không có chồng cô ở đây đúng không? Dạ không. Tôi gặp cô cũng được. Vợ chồng cô á làm ăn gian dối, ảnh hưởng uy tín hình ảnh bộ mặt của tôi. Cái bộ mặt của tôi gầy dựng biết bao nhiêu năm trời ha, mà bị vợ chồng cô một cái đánh sập cái người ta thấy đều muốn tẩy chay tôi kìa. Ủa em ơi, hiểu làm gì không chị? Sao vậy? Hiểu làm cái gì? Hồi bữa tôi review cái tiệm bánh của cô. Cô nói cái tiệm bánh của cô là bánh ăn kiêng, đúng không? Biết bao nhiêu người lại mua. Nhưng mà tôi cầm cái bánh đó tôi cận vô cái máy của tôi. Đây nè. Đó, bây giờ cái ông chủ mà gọi là chính chủ đó, đây nè, người ta đưa cái bánh đó cho tôi coi nè. Cái tiệm bánh của người ta là sản xuất ra cái bánh đó là bánh bình thường. Đây nè, để qua bên đây. Tôi ăn rồi tôi thấy cái vị giống như là bánh bình thường luôn. Đúng rồi, anh này cảm nhận chính xác. Đó, ăn đi. Mấy người ăn đi rồi thấy cái cảnh nha. Y chang luôn đúng không? Không khác một chút đúng không? Làm ăn trời. Tiếc. Ủa? Tiếc rồi. Mẹ chóng mặt quá vậy con ơi. Mẹ sao vậy? Thì mẹ đâu có sao đâu. Chị tự nhiên chóng mặt giống như là đường nó lên á.
hả? Là sắp lên được rồi. Trời ơi. Sao nãy giờ bình thường mà tự nhiên giờ đường lên với mẹ? Thì tại vì con nói bánh bánh này ăn kiêng mà ăn hai cơm. Trời ơi, mẹ ăn 4 5 hộp trong đó. Trời ơi, xong giờ xong rồi. Chị ơi, chị mẹ em thấy chị có bị huyết áp tiểu đường gì không? Trời ơi, tiểu đường có nên mới ăn kiêng. Trời ơi. Tiểu đường mà ăn 4 5 hộp á. Sao chịu nổi? Trời ơi, ăn xong cái đường nó lên bây giờ sắp lên đường. Cô này là mẹ của chủ tiệm hả? Trời ơi, mẹ của mình mà mình cũng không tha nữa. Mình kêu mẹ mình ăn những cái bánh mà như vậy đó, thấy chưa? Bánh này nha cô nha, con nói cho cô nghe, con cô làm ăn gian dối. Bánh này không phải là của chủ tiệm này làm không ăn kiêng, mà là bánh của một cái cửa hiệu làm bánh bình thường thôi. Ăn nếu như mà những người bị tim mạch, huyết áp, mỡ máu gì là ăn nó dồn vô một cục hết, là gần sắp chết tới nơi rồi đó. Trời ơi, cái chuyện gì á? Ăn về bà cháu ơi. Ừ, con ơi chuyện gì? Ủa mẹ sao vậy? Qua từ nãy giờ ăn mấy cái hộp bánh này rồi tự nhiên nó xây sẩm mặt mày. Cái gì? Mẹ ăn bánh nào? Thì mẹ đòi ăn bánh ăn kiêng. Bánh công thức mới hả? Nè, xích qua. Sao cái gì? Xích qua đây. Tôi với anh ra đây nha. Bây giờ 3-4 mặt một lời, anh phải lấy lại danh dự cho tôi. Anh có tin là bây giờ tôi đi thưa vợ chồng anh, thưa cái tiệm bánh của anh không? Để tôi lấy lại danh dự cho tôi. Trời ơi, chị ơi, chị bình tĩnh đi. Ông xã ơi, tại sao anh làm như vậy? Tại anh thấy cái tiệm mình kinh doanh ế ẩm quá, rồi không có tiền đóng tiền mặt bằng, rồi tiền phí, rồi sinh hoạt hàng ngày. Cho nên anh buộc anh làm vậy để anh lấp liếm đó mà. Trời ơi, vậy mà làm được luôn á. Con làm như vậy là con hại mẹ rồi con ơi. Trời, bởi vì gãy ông đập lưng ông mà làm ăn gian dối, có ngày nghiệp quật.